Ông Putin nói Nga dù không muốn xung đột với Liên minh quân sự NATO, nhưng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu. Nga luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản, ông Putin nói với báo giới ngày 29 tháng 7. Khi nói về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, trước đó ông Putin trả lời các câu hỏi về những lần suýt gia chạm gần đây liên quan đến máy bay Nga và Mỹ ở Syria. Theo ông Putin, giữa Nga và Mỹ có các đường dây khẩn cấp cho phép các sĩ quan hai bên nói chuyện trực tiếp về bất kỳ tình huống khủng hoảng nào. Thực tế cho tới nay, những đường dây này vẫn hoạt động, cho thấy hai bên không quan tâm đến cuộc xung đột. Chuẩn đô đốc Oles Gurinau, người đứng đầu trung tâm hòa giải của quân đội Nga tại Syria cho biết, kể từ đầu năm 2023, quân đội Nga đã ghi nhận tổng cộng 23 sự cố nguy hiểm liên quan đến máy bay của họ và của Mỹ. Trong 11 trường hợp, các phi công Nga cho biết họ bị máy bay Mỹ nhắm mục tiêu. Moscow cũng đã nhiều lần cảnh báo Washington và các đồng minh về nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Nga cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm gia tăng các hành động thù địch và khiến phương Tây can dự sâu hơn vào cuộc xung đột. Hơn nữa, ông Putin cho rằng các nước phương Tây đã dành nhiều năm để hướng Ukraine tới cuộc xung đột với Nga và phương Tây, sử dụng Kiev như công cụ để phá hoại an ninh quốc gia Nga. Ông Putin lập luận rằng hành động trả đũa của nga bao gồm cả chiến dịch quân sự ở ukraine là chính đáng tổng thống nga nói thêm rằng phương tây đã lên kế hoạch dùng kiev để làm tổn hại vị thế của moscow trên trường thế giới